vào chợ gốm để tham quan các kiểu dáng, xong rồi xem cái gì để tối về live stream không xem. Nói đùa ấy, khách nhờ mua ấm chén, mua ấm chén xem làm kiểu mẫu như nào. Không, em làm cây cảnh ở trên Văn Giang cơ. Nhưng ở đây thì nói chung là giai đoạn này là cho người mới bắt đầu. Nó cũng không biết là khách hàng nó thích cái loại nào, cho nên là quay cho nó tất cả, tí từ từ đã. Quay cho nó tất cả xong rồi tí nên em khách em mới thích loại nào thì gửi mẫu, xong rồi mới xem là giá ở đây thế nào, xong rồi xem giá số lượng như thế nào. Đây là bình hoa với các thể loại. Đây này, công phượng đây này. Tôi bảo cái loại này nó vàng chóe người, như cái thủy bảo là vàng chóe cả. Cái này là để gì đấy cô? Bánh kẹo à? Để gì chả được, hoa, một lệnh lắng hoa, lấy hoa cũng được. Hoặc là cháu để bánh kẹo. Tưởng Tết là để mỗi bánh kẹo thôi nhưng mà hóa ra là để cả nắng hoa ở đây. Xong rồi cháu để hoa quả. Đấy, hoặc là cái nắng hoa cắm rồi nắng hoa đẹp lắm. Con này cũng đẹp à. Đấy, bây giờ bảo bà gửi cho cả cái khi mà cắm hoa vào. Còn Tiến Béo thì nó thằng Tiến Bịp thì bảo là phải tặng Tiến Bịp, là phải tặng con đại bàng kìa. Thế nó là nó không thích cái bọn. Thích lắm đấy, cái đẹp. Cái nhưng mà bọn giang hồ nó mới thích cái loại này chứ, phụ nữ thì ai người ta thích con đại bàng này. Con này con chim gì nhá. À là mấy củ chim công. Cái chim công này á? Chim công này của bà bao nhiêu tiền? Cái của cô 1,6 triệu. Có hơn triệu. Bà bảo 1,6 triệu nhưng mà chưa mặc cả, chắc là cũng phải bớt được chắc mấy trăm. Mà thường là đi chợ là tôi cứ bớt cho một nửa, xong ngày hai bà con xì xàng một cái. Bớt được nhiều. Bà đấy bà bảo không bớt được nhiều đâu. Đâu ấy đâu. như còn tiến béo hôm trước tôi có nói này, nó kiểu gì nó cũng ví dụ bảo bao nhiêu là nó bớt một nửa, xong hôm sau nó lại quay lại, nó phải mất tầm tháng nó mới mua được một món đồ. Có cái màu này là cái màu gì nhưng không phải là màu vàng ấy đâu. Bà chưa gì bà bảo thằng này chưa gì nó ra dọa là bớt một nửa. Bây giờ tao cứ bình thường tao báo hơn triệu nhưng mà tao phải báo mày 3 triệu mày bớt một nửa là vừa. nó theo tính ấy. Cứ bà xin bớt một lần xong rồi mặc cả một lần là người ta nhìn thấy mình là người ta tăng giá gấp đôi để mình bớt xuống một nửa là vừa. Bà bảo con chim công ấy là 1,6 triệu đây. 1,6 triệu đây. Bà đi ra là mất trăm hại. Đi ra đi vào là mất trăm hại. Mất trăm hại. 140. Đây, cái này loại này. Đây này. Nếu mà tôi trêu cái Thủy ấy. Cái Thủy bảo những cái này là mua hộ khác ấy. Nhưng mà tôi nói thật ra là các cái hàng này nếu anh em bình thường anh em bán là cũng phải bán gấp 2 gấp 3. Ở địa phương này. Đây là con voi này. Voi. Tại vì cái hàng này là hàng dễ vỡ ấy. Hàng này là hàng rất dễ vỡ. Mèo đây, thỏ đây. Khác thể loại. Tí nó đợi từ từ để cái Thủy nó xong xong rồi cho các ông đi quanh cái chợ gốm. Nọ hoa thì tôi thấy nó ấy hơn. À đây giới thiệu cho mọi người, đây là cái bình 12 con giáp. Đây là cái tí đúng không? À không phải tí là chuột. Đây này dựng nó xuống đây này. Đấy, thấy chưa? Còn nếu không là úp xuống này. 12 con giáp đấy. Nhìn thấy chưa? Con này là con này con dê đúng không? Con này con dê đúng không? Cốc nha, con dê nha. Đây. Xong rồi khi uống là các ông như thế này. Đấy, rót vào đây. Đấy. Đấy, thấy chưa? Xong lại úp xuống. Đấy. Ui, xít nó vỡ. Cái bọn này mình cứ mỗi lần cầm là mình run tay. Khỉ đây, đầu trâu mặt ngựa đây. À cứ quên đây. Con này con à đây con gà. 12 con giáp đủ 12 con giáp. Nhưng gia đình cháu phải đẻ thêm khoảng tầm 3-4 thế hệ nữa đủ thế này. Nhà có 4-5 người. Đẻ thêm một vòng nữa. Đấy. Cốc. Ừ đây. Cầm bọn này là cũng hơi ấy. Lấy số của bà chưa? Cái này
cháu này, cháu nhìn lên chưa? À, nhưng đây mà này, kiểu khác thôi, không có vàng. Để nhìn thấy đúng cái đĩa chưa? Đúng cái đĩa đẹp không? Đấy, thìa vàng thìa kia này. Đây bọn thằng Huấn là nó hay khoe cái loại này, xong rồi nó bảo là 20-30 triệu ấy. Kêu mẹ gì nó cũng lên video, nó bảo cái những cái này là nó mua ở tận đéo đâu ấy, 20-30 triệu. Ở đây thì những cái này thì bao nhiêu tiền hả bà? Một bộ là bao nhiêu cái? Tất cả đây á? Là 9 cái thìa bé, 9 cái thìa to. 24 món à? 6 loại á? 6-24 à? Nó kiểu mẹ gì nó trả lên video, nó bảo cái loại này nó phải mua 20 triệu. Một cái này 4-6-24, 400 mấy. Cũng mạ vàng các thể loại. Cho xin bà đi. Cho xin cho đi trước đây. Bát đĩa các thể loại. Nên là vào chợ cũng bắt chàng. Nhưng có những cái sạp hàng là người ta không cho các ông xem đâu. Không cho chụp ảnh, không cho ấy đâu. Tầm này tầm tối rồi, thế nào người ta cũng đóng cửa đây này, đóng xong người ta quay bà nó thế này này. Quay này. Bọn này để cho cây cảnh với các thứ ấy, vịt ngan ngỗng. Cái nghề này nếu mà bình thường là mình mà phát livestream là cũng nắm người xem đấy. Tối ấy. Rồi, gốm kia các thể loại. Ngồi đây chơi tí. Ngồi cho các ông xem thế thôi nhá.